Khi chưa biết gì về ai, đừng bao giờ khởi xấu cho họ. Có nhiều khi người ta làm gì đó, chị tin nó chứ tôi không tin. Tôi nghi ngờ người đó lắm. Nhưng mà mình có biết gì về người đó không? Có đôi khi, có khi chúng ta trúng là bởi vì chúng ta đang có những cái việc với người đó. Nhưng có những cái chúng ta suy nghĩ lệch lạc về một người nào đó, có thể chúng ta chưa hề biết họ là ai. Chúng ta chỉ nghe nói về người đó thôi. Nhiều khi nghe nói về người đó, mình đã vội kết luận lên đài chửi mắng người đó, ví dụ vậy. Hay là viết bài nói về người ta, vân vân. Thì cái đó là nghiệp của miệng, nghiệp của ý và nghiệp của thân. Thân thì viết bài, miệng thì nói, tâm suy tư. Cho nên nhiều khi mình một lúc luôn mình tạo đủ ba nghiệp thân, miệng, ý, lâu ngày nó thành cái bất thiện nghiệp. Mà ba nghiệp không thanh tịnh, nghiệp có nhiều lắm. Thành thử ra người ta nói coi chừng tạo nghiệp.